Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với kênh Triệu Phú TV, kênh mua bán điện thoại cũ, máy tính bảng cũ giá rẻ. Và hôm nay là ngày 22 tháng 4 năm 2020 và bây giờ thì cũng là rất là muộn rồi các bạn nhá. Thì lại là tiếp tục clip bán điện thoại đêm khuya. Thì hôm nay mình bận chút thì mình không level sớm được. Và bây giờ thì mình mới có thời gian là level bán điện thoại cho các bạn. Thì buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình về đi ít mẫu điện thoại, máy điện thoại cũ, máy tính bảng cũ giá rẻ. Thì mình sẽ thanh lý cho bạn. Thì các bạn nào chưa ưng sản phẩm bên mình ấy thì các bạn có thể đăng ký kênh, bật chuông thông báo và mỗi tối mình sẽ ra clip bán điện thoại cũ. Thì các bạn nào ưng sản phẩm bên mình thì các bạn nhận được thông báo đầu tiên và các bạn xem clip của mình ưng đầu tiên thì các bạn nhanh tay đặt nhanh hay là người lựa chọn hàng cho mình là sớm nhất nhá. Và sản phẩm đầu tiên buổi tối ngày hôm nay nhà mình về được iPad mini 1 phiên bản wifi các bạn nhá. Con mini 1 phiên bản wifi này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 1.900.000 các bạn nhá. Đấy, mini 1 phiên bản wifi hình thức đẹp trên 95% các bạn nhá. Nhà mình hôm nay về được một chiếc các bạn nhá. Hôm nay về một chiếc tại vì hàng bây giờ nó cũng khan rồi. Hầu như cũng đang là rất là khan, thời điểm này cũng rất là khan các bạn nhá. Này mình sẽ nghe nhạc đây. Này, quảng cáo thì rất là nhiều. Đây loa. Được cái iPad mini 1 thì được cái loa kép này nhá. Con này thì là nó nhất là mỏng, nhỏ gọn. Đấy, bạn nào mà không thích to thì các bạn thể là mua sản phẩm iPad mini 1 để về xem phim nghe nhạc cũng được chứ. Đấy, con này thì nó mỏng nhỏ nhẹ. Đấy. Đấy. Màn hình rất là đẹp các bạn nhé. Đấy. Đấy. Màn hình iPhone rất đẹp nhá. Đấy, con này thì mỏng nõm. Con này thì là màn hình của nó là 7,9 inch gọi là 8 inch các bạn nhá. 7,9 gọi là 8 inch các bạn nhá. Đấy, hình thức màu trắng. Rất là đẹp nhá. Đây, loa kép các bạn nhá. Đấy. Bạn nào thích sản phẩm iPad mini 1 phiên bản wifi bên mình đang thanh lý bạn với giá 1.900.000 này nhá, các bạn nhanh tay đặt hàng mình là sớm nhất. Một là qua Zalo, nếu mà Zalo số này thì mình sẽ dùng Zalo các bạn nhá. Nếu mà Zalo mình không trả lời thì mong các bạn liên hệ trực tiếp qua hai số điện thoại của mình. Và đây địa chỉ cửa hàng của mình, các bạn nào gần địa chỉ cửa hàng của mình các bạn thể qua trực tiếp cửa hàng của mình. Còn các bạn nào ở xa thì các bạn phải cọc cho mình phí ship 50k và 100k tùy theo mức giá sản phẩm của bạn nhá. Đây ạ, iPad mini 1 phiên bản gì nhỉ? Phiên bản wifi 1.900.000 rất là rẻ nhá. Và bên mình thì cũng có hỗ trợ lấy ốp bao da cho các bạn nhé. Bạn nào mà cần ốp bao da cho sản phẩm iPad mini 1 này thì mình sẽ lấy hộ các bạn luôn nhé. Giá bao da iPad mini 1 này là gì nhỉ? 200k các bạn nhé. Mini 1 là 200k các bạn nhé. Thì mình sẽ lấy luôn hộ luôn cho các bạn nhé. Đây, bao da rất là đẹp tuyệt vời đấy. Đấy. Và đây cái này mình lấy hộ thôi. Thị trường đang bán 300-400 nghìn cơ. Cái này thì mình sẽ lấy hộ bao da cho các bạn luôn thôi nhé. Đấy. Riêng với sản phẩm iPad ấy, thì bên mình này có lỗi đổi một trong vòng 2 tuần và bảo hành là 6 tháng cho các bạn nhé. Nên là các bạn yên tâm nhé. Này mình sẽ này. Đấy. Hỗ trợ lấy bao da cho bạn nhé. Đấy, cầm rất là tiện gọn nhé. Xem phim nghe nhạc. Con này thì nếu các bạn làm rơi thì nó không vấn đề gì nhé. Có bao da thì các bạn làm rơi thì không vấn đề gì. Nếu các bạn đã xuống tiền mua iPad rồi thì các bạn có thể là nhấc tay lên. Đây. Như cái này là cây xem phim nhé. Cũng rất là tuyệt vời nhé các bạn nhé. Đấy. Cũng rất là hay nhé. Bạn nào đây. Bạn nào thích sản phẩm iPad mini 1, các bạn nên tay đặt hàng mình là sớm nhất nhá. Đấy, bên mình cũng hỗ trợ lấy bao da luôn cho các bạn nhé. Đấy. Và sản phẩm tiếp theo là nhà mình về, hôm nay nhà mình về tiếp tục được hai chiếc iPad 3 phiên bản wifi các bạn nhé. Hai chiếc iPad 3 phiên bản wifi này thì hình thức cũng đẹp trên 95% nhé. iPad 3 phiên bản wifi thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 2.300.000 các bạn nhé. Cấu hình thì là bộ nhớ trong 16GB, phiên bản wifi bên mình đang bán 2.300.000 đấy ạ. Này, nói chung là cái màn hình của nó là màn hình là 977 inch. Pin thì là pin 1560. Rất là bền, rất là ok nhé. iPad 3 phiên bản wifi này thì bên mình cũng có hỗ trợ là lấy ốp bao da cho bạn nhé. Bạn nào mà mua sản phẩm iPad mình thì mình sẽ cũng hỗ trợ lấy bao da cho các bạn nhé. Nên các bạn yên tâm về sản phẩm nhé. Bên nhà mình lỗi được một trong vòng 2 tuần và bảo hành là 6 tháng nên các bạn cứ yên tâm nhé. Đấy, không phải lo chế độ bảo hành bên mình ạ. Đấy. Về với điện thoại thì 1 tuần các bạn nhé. Đấy. Hôm nay thì nhà mình về ít máy dòng nhầng tiền này. Hôm nay nhà mình về là con Oppo A5s nhé. Con này hôm nay vừa mới thâu lại của khách ạ. Máy cũng rất là đẹp ạ. Hình thức còn 90% nhé. Oppo A5s. Thì cấu hình con này là RAM 3GB bộ như A5s thì bạn không được RAM 3GB bộ như 32GB. Màn hình là đây 6 inch hơn 6 inch, tràn viền tay thỏ tay chuột nhá. Đấy. Này, máy màu đỏ nhá. Đây con này hôm nay mình vừa thâu của khách này, dùng bóp rất dữ này.
vẫn còn miếng miếng dán ấy này, vẫn còn nguyên miếng dán ấy này, đó, vẫn nguyên miếng dán này đấy nhá, dán ấy này, dán chống xước của máy này, đấy, lúc nào ấy mình sẽ bóc ra tặng luôn các bạn cường lực nhé các bạn nhá. Bạn nào thích sản phẩm Oppo A5s phiên bản RAM 3 bộ nhớ 32GB này, các bạn đến tay hàng mình sớm nhất nhá. Con này bên mình đang thanh lý bạn giá là 2.200.000 nhá. Đây ạ. Hôm nay nhà mình về tiếp tục được Oppo này, Oppo này, F7 này. Đấy. Này. Oppo A7 này các bạn nhá. Này, Oppo A7 ạ. Cấu hình con này là RAM 4GB, bộ nhớ 64GB. Máy màu gold nhá. Con này thì cũng vẫn nguyên cái mặt ni lông ấy này. Con này thì khách cũng dùng dữ lắm, xài dữ lắm, nhiều khách cũng xài dữ lắm này. Đây. Này, con này thì cũng nguyên mặt ni lông chống xước này, bóc ra như là mới các bạn nhá. Đấy, hình thức là vỏ còn 90% các bạn nhá. 90% nhá, Oppo A7 nhá các bạn nhá. Cấu hình là RAM 4GB, bộ nhớ là 64GB. Con này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 2.500.000 các bạn nhá. Bạn nào thích sản phẩm Oppo A7 này, màu gold các bạn nhé, tại hàng mình sớm nhất nhá. Đấy, rất là dữ, nguyên ni lông này. Đây mình dán đây cho đỡ xước các bạn nhá. Mai các bạn lấy thì các bạn mình sẽ bóc ra và mình dán cho bạn, dán cơ lực cho bạn nhá. Đấy. Và đây là chiếc Oppo F7. F7 thì hôm nay nhà mình về tiếp tục được con này. Đấy. Cấu hình là RAM 4GB, bộ nhớ 64GB. Con này thì bên mình cũng thanh lý bạn với giá là 2.500.000 nhá. Hình thức còn vỏ còn 90% các bạn nhá. Đấy, máy zin nguyên bản nhá, chưa sửa chữa, chưa ép kính gì nhá. Ba con này đều chưa sửa chữa ép kính gì. Nên là các bạn yên tâm về sử dụng nhá. Oppo F7 2.500.000, cấu hình là RAM 4GB, bộ nhớ là gì nhỉ? Bộ nhớ là 64GB nhá. Đấy, hai SIM hai sóng nhá. Oppo F7 đấy, màu đỏ đấy ạ. Đấy, một con màu gold và hai con màu đỏ đấy nhá. Nói chung là những sản phẩm Oppo, Xiaomi, Samsung các bạn chủ đập máy mới hỏng thôi, còn bình thường lỗi vặt rất là ít nhá. Hôm nay nhà mình về tiếp tục được con Vivo này, con này Vivo Y91C. Y91C hôm nay nhà mình về được con này. Cấu hình là RAM 2GB, bộ nhớ là 32GB các bạn nhé. Cái khác này, giới thiệu được khoảng này. Vivo Y91C, cấu hình là RAM, con này là RAM gì nhỉ? Con này là RAM 2GB, bộ nhớ là 32GB nhé. Đây, con này cũng nguyên miếng dán xước màn hình này. Này, hôm nay nhà mình vẽ tiếp. Đấy. Đây. Con này cũng nguyên miếng dán xước màn hình này. Đấy, bóc ra như là mới luôn các bạn nhé. Đấy. Nhiều con khách xài dữ lắm. Đây này. Đấy. Đây. Đây. Bóc ra như mới luôn. Đấy. Đây. Mặt chưa mới luôn. Đấy. Đấy. Nguyên mình dán màn hình nhé. Màn hình con này cũng là hơn 6 inch. Tràn viền tay thỏ tay chuột nhé. Cấu hình là RAM gì nhỉ? RAM 2GB, bộ nhớ 32GB. Đây. Y91C, mặt lưng thì có phẩy theo thời gian các bạn nhé. Con này thì bên mình đang thanh lý bạn giá là 1.800.000 các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Vivo Y91C này các bạn đi theo mình được sớm nhất nhá. 1.800.000. Đấy, toàn nguyên mình dán màn hình luôn nhé các bạn nhá. Đấy, đây là số liên hệ nhà mình nhá. Đây là số thì mình hay cầm, số này thì mình là hay để ở cửa hàng, đâu là mình cũng hay ít nghe hơn các bạn nhá. Số này thì mình cầm theo người thường xuyên nhá. Đấy, mình sẽ lấy ra đây một chút. Đấy. Nhiều lắm, nói chung là nhiều điện thoại cho các bạn lựa chọn lắm. Đây, hôm nay nhà mình về được con hai Samsung A7 2018 nhé. Đây, hai chiếc Samsung A7 2018. Hai con này đều là gì nhỉ? Bản Hàn một SIM nhé. Cấu hình là RAM 4GB. Đây, A7 2018 này. A7 2018 bản Hàn một SIM nhé. Cấu hình là RAM 4GB, bộ nhớ 64GB nhé. Đấy. Này. Nói chung là toàn RAM 4GB, bộ nhớ 64GB. Bản Hàn một SIM, hai con bản Hàn một SIM này thì con này thì hình thức còn độ 95% các bạn nhé. Hình thức 95%. Con này thì bên mình đang thanh lý bạn với giá là 2.850.000 các bạn nhé. 2.850.000. Đấy. Đấy. Bản Hàn một SIM nhé. A7 2018 3 camera nhé, một điện flash nhé. Đấy. Rất là to nhé. Đấy. Còn con này thì là 2.700.000 nhé. Con màu xanh này cũng là bản Hàn một SIM. Thì con này bên mình đang thanh lý bạn với giá là 2.700.000 nhé. Đây, vỏ thì có kiểu phẩy mấy chỗ góc này thôi nhá. Đấy, phẩy chỗ góc, khách người ta không dùng ốp ấy. Đấy, phẩy chỗ góc nhá. 2.700.000 con màu xanh này nhá. Bạn nào thích sản phẩm Samsung A7 2018 bản RAM 4GB, bộ nhớ 64GB này, các bạn nhớ tay hàng mình sớm nhất nhá. Samsung thì các bạn dùng thì tuyệt vời luôn ạ. Này, đấy, mà
mày hình thức còn độ viên còn độ chín hơn trên 90%. Mặt lưng thì có đây hơi vẩy góc này thôi nhá. Đó, các bạn nhìn sát sát đó. Đấy cũng ba camera. Đấy. Bạn nào thích sản phẩm Samsung A7 2018 đấy nha các bạn, cái tay hàng mình là sớm nhất nha. Đấy, rất là đẹp nha. Đấy. Và hôm nay nhà mình về để tiếp tục con Samsung A8 Hàn Quốc nhá. A8 Hàn Quốc ạ. Này, hôm nay nhà mình về con màu gold các bạn nhé. Đây, Samsung A8 2018 đấy ạ. Samsung A8 2018. Cấu hình con này là RAM gì nhỉ? Con này là RAM 4GB, bộ nhớ là 32GB nhé. Đây, RAM 4GB, bộ nhớ 32GB, RAM 4 nó chạy nhanh lắm. RAM 4 bộ nhớ 32GB. Thì đây. Con này là bản Hàn một SIM nhé. Đấy, máy đẹp rất là đẹp nhé. Con này rất đẹp này. Viền vùng rất đẹp. Đây, viền rất đẹp ạ. Con này thì bên mình đang thanh lý bạn với giá là 2.550.000 các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Samsung A8 2018 phiên bản Hàn Quốc một SIM này nhé. Các bạn thấy hàm là sớm nhất nhé. Con này hình thức là trên 90% nhé. Máy rất là đẹp ạ. Đây ạ. Rất là đẹp luôn. Này, màn hình cũng rất là đẹp luôn ạ. Đấy. A8 2018 nhá. Đấy. Bạn nào thích sản phẩm Samsung A8 2018 phiên bản màu gold này nhá, các bạn nhà hàng mình là sớm nhất nhá. Máy rất đẹp nhá. Mà giá rất là rẻ cho các bạn nhá, hơn 2 triệu đồng thôi. Và hôm nay nhà mình về tiếp tục được con Samsung Note 5 nhá. Này. Con Note 5. Con này là phiên bản RAM 4GB nhá. Này. Này. Con này là phiên bản RAM 4GB ạ. RAM 4GB bộ nhớ 32GB nhá, Note 5 ạ. Đấy. Hình thức con này trên 90% các bạn nhá. Máy rất đẹp đấy. 90 đến 95% ạ. Rất là đẹp, Note 5 đấy ạ. Màu đen nhá. Đấy. Con này thì bên mình đang thanh lý bạn với giá là 2.500.000 các bạn nhá. Note 5 2.500.000, máy đẹp nhá. Đấy. Màn cũng đẹp luôn. Đấy. Có cái bút rất là tuyệt vời. Đấy. Đấy. Này, bút rất là tuyệt vời nhé. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Samsung Note 5 màu gray này nhé các bạn, cái hàng mình là sớm nhất nhá. Con này là 2.500.000 nhá. Và hôm nay nhà mình lại về tiếp tục được SIM Villa vào mạng 4G cả năm. SIM Villa vào mạng 4G cả năm này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 220.000. Ví dụ các bạn mà mua tiền mua SIM không ấy thì các bạn phải chịu thêm 30k tiền ship nữa, tổng là 250. Nhưng mà với 250 thì các bạn được quyền lợi như nào? Nhất là các bạn vào 1 năm miễn phí nhá. Không phát sinh thêm 1.000 nào nhá. Tính ra rất là rẻ hơn nhiều so với các bạn đăng ký 70.000 một tháng thì 90.000 một tháng nhá. Đấy. Nhưng 1 năm các bạn chỉ có mất 250k nhá. SIM Villa này bên mình đang bán rất là chạy nên các bạn yên tâm sản phẩm SIM Villa bên mình nhá. Đấy, SIM Villa bên mình nhá, rất là chạy nhá. Đây, con này thì Samsung Z5 Bright. Hôm nay nhà mình về được con Samsung Z5 Bright. Cấu hình là RAM 2GB, bộ nhớ 16GB. Z5 Bright thì con này bên mình đang thanh lý bạn với giá là 1.300.000 nhé. Đây, con này bản công ty 2 SIM nhé. Đây, hình thức còn độ 85% các bạn nhé. 85% nhé. Đấy, bản công ty 2 SIM nhé, 1.300.000 Z5 Bright nhé. Đấy ạ. Hôm nay nhà mình về tiếp tục được hai con hai chiếc iPhone 5 SE nhá. 5 SE lock 32GB. Vân chân vân tay đầy đủ ạ. Đấy. 5 SE lock 32GB ạ. Hai con này thì vân chân vân tay đầy đủ, hai con này thì bên mình thanh lý các bạn đồng giá là 1.300.000 nhá. 1.300.000. Hình thức là máy đẹp 90% các bạn nhá. Trên 90% nhá. Này, trên 90%. 1.300.000 5S SE 32GB lock nhá. 5S SE 32GB lock, 1.300.000 một đôi nhá. Vân chân vân tay đầy đủ nhá. Đấy, dành cho bạn xem phim. Cấu hình con này nó như 6S. Dành cho bạn mà xem phim, nghe nhạc, chơi game các kiểu đã điều rất ok nhá. 5S SE đấy. Và cuối cùng hôm nay nhà mình về được con Samsung Z2 Bright. Z2 Bright con này là 900.000. 900.000 nhá. Dành tặng cho ông bà bố mẹ người thân mà làm máy phụ mà chống cháy nghe gọi rất ok nhá.
Bạn nào thích sản phẩm Samsung Z2 Bright, bên mình đã thanh lý bạn giá 900k rồi nhé. Các bạn đi hàng mình là sớm nhất nhé. Đấy, 900k Z2 Bright nhé. Rất là rẻ nhé. Và buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình cũng có ít mẫu sản phẩm cũ giá rẻ mình giới thiệu và thanh lý cho bạn. Thì bây giờ thì cũng muộn rồi và xin chúc bạn đang xem video mình buổi tối ngon và cuộc sống luôn luôn là tràn đầy phúc nhé. Và các bạn nào thích sản phẩm bên mình thì các bạn nhanh tay đặt hàng cho mình là sớm nhất nhá. Và hẹn lại các bạn vào clip tối ngày mai nhá.